chỉnh sửa trang cho phần quản trị này. Thì mọi người vẫn có thể đăng nhập bằng cái dẫn đăng nhập quản lý này. Thì trong đây nó có cái mục trang này. Đây, trang. Mình sẽ nhấp vô trang nhé. Mình có thể thêm trang mới. Ví dụ là sửa hình thành. Đây là cái nội dung của mình. Cập nhật. Đây, cái mục trang này thì nó có một cái nữa là mình nếu muốn thêm trang ở đâu, như nó nằm trong thư mục con của mục giới thiệu này đó, mình sẽ chọn hoặc là cái mục nào đó trong đây xem thêm. Đó, có thể xem trang nhé. Đây, nó nằm trong cái mục giới thiệu. Mặc định thì nó là cái giới thiệu, nó chỉ có một cái này thôi. Còn muốn đưa lịch sử hình thành thì mình sẽ tiếng mình sẽ đưa ra cho mọi người. Còn để sửa cái phần trang thì mình có thể quay lại hình cái mục tất cả trang này. Ví dụ mình muốn chỉnh sửa cái bài giới thiệu trong một giới thiệu này, mình chỉ kéo rồi đó, giới thiệu này. Trong đây thì mình có thể chỉnh sửa cái giới thiệu. Đó, mình có thể sửa thêm, xóa, sửa, đưa hình ảnh vô đây rồi nhé. Đây là cái thư mục của nó, không có làm thư mục nào, nó là một cha. Ok, xong. Mình sẽ cập nhật. Để đưa các cái mục giới thiệu với cái mục sửa hình thành vô thì mục menu con của cái giới thiệu mình sẽ vô đây, vô giao diện, không chọn menu nhé. Đây, đây là cái cấu trúc menu của trang chủ của cái header này, trang chủ giới thiệu sản phẩm tin tức video thì nó sẽ nằm đây. Đó. Để mình muốn thêm cái menu sửa hình thành nằm ở con ở đây thì mình sẽ kiếm mục sửa hình thành đây. Xong mình thêm vào menu.
Đó, mình sẽ kéo lên đây. Đó, xong mình lưu. Vậy là đã xong. Giờ mình ra ngoài trang chủ mình xem lại nhé. Đó, bây giờ thì nó có cái menu mình xin sử hình thành ở dưới menu này. Đó, mình xổ xuống đây. Còn cái mình tiếp tục giới thiệu cái phần trang này, nó có một, mình có thể dành về cấu trúc, về web hoặc chỉnh sửa. Mình có thể tạo một cái trang hoặc là sửa mỗi trang bằng cái UX này, edit. Cái giao diện này thì nó sẽ trực quan hơn cho mọi người. Đây. Thì cái khi mình sửa bằng út thì nó có thể trực tiếp mình sửa tại đây luôn, hoặc là mình thêm các cái hình ảnh thông tin ở đây này, nó trực quan hơn quý vị. Đó, mình có thể thêm bất kỳ một cái hình ảnh, ta có thể thêm các sản phẩm ở trong đây luôn. Đó, một cái nút đăng ký này, mình chuyển cái nút lên được này. Đó. Còn với ở trong kia thì mình không làm được việc cái đó. Nếu mà không có thích thì mình không có lưu cái này nhá. Vừa rồi thì mình có hướng dẫn cho mọi người cái hướng dẫn tạo và chỉnh sửa cái mục trang từ cái bước là thêm xóa. À, còn một cái mục xóa nữa. Xóa thì mình có thể quay lại mình xem cái mục xóa ra sao. Xóa thì mình cũng vô cái mục trang đây. Đây, mình chọn các cái menu chiều cần xóa, mình chọn vô thùng rác này. Đó, mình xóa thôi. Kiểm tra đơn hàng như vậy đó, mình xóa từng cái hoặc là mình sẽ chọn vô, xong mình dưới này nó có nút hành động này. Kéo xuống bỏ thùng rác áp dụng, có thể thì mình sẽ xóa hàng loạt luôn đó. Vừa rồi thì mình đã giới thiệu xong cái mục thêm xóa sửa cái mục trang. Mình xin cảm ơn mọi người, hẹn mọi người trong một cái video kế tiếp nha.